dữ vậy, tôi đâu có làm gì mà ông đánh tôi hoài vậy. Rồi mình giận, mình giận là tức là mình làm cho mình khổ. Mình làm cho nghiệp mình chứ nha. Khổ này. Và hồi đó không biết mà không biết mà mà biết mà không biết mà không biết mà không lại gì mà biết mà bỏ cho ta cái chết rồi. Người ổng vậy, ổng vậy chứ mình đánh rượu về đó đâm cho con vợ vậy, ổng vậy người khác, ổng chỉ người khác mà có đâm coi như là ổng ra ngoài đường ổng chơi thì ổng lấy sớm rồi mình kia là rất là thương mến ổng, nhưng mà ổng về đây là ổng giống mình về thành thì làm gì người đi lúc ở sớm người ta biết mà đi lúc ở sớm người ta biết á, không biết người ta biết gì người ta biết nó mạnh người kia chắc chắn người ta cũng biết ổng đó thôi người kia người ta nói người ta thôi còn thôi ổng đi người kia nói người ta thương người ta nói gì không lẽ ta nói mình chuyện gì mình thật với chồng mình liền đúng không, chồng mình lại nói vậy chứ là cái đó chuyện mình thôi đúng rồi, nhưng mà người ta thương mình ta tin mình không mình chịu gì thôi đúng không, người ta ghét ổng là tại vì người ta thấy đối xử với vợ người ta cũng có ý như là không hài lòng vậy đó, chứ ổng không có làm gì người ta gì vậy. mua thêm trăm mấy tờ sớm đi bán dài cái thầy cũng hết tiền bữa nay hôm nay gặp dạ gặp ông hay gặp ông mặc đồ tôi nói thật chứ thầy cái mặt là gì mà nói chuyện là ai nói xấu mà lỡ phải hầu thứ hai từ của ai ăn là cái biết chắc nhưng mà ăn xong cái nói người ta khi nào có biết được cái đầu được biết tôi gặp tôi là cái đừng có nhảy cho mà biết tôi không có sợ chứ gặp tôi nhắc mình trả đi nhắc tôi trả ra nhưng mà mình sợ giúp người ta mình không biết thôi mình cũng nói chứ cũng mang nó cậu đi nói bởi vì em nhắc số em không sợ ai cắt em cho tại vì em cứ tắt là cái lòng không tham á, em không sợ ai tham, còn có người ta tham á ta sợ, ta sợ người khác tham là lý do là tại vì tham thì người ta tham đúng không, người ta thích cho người ta như mình đó. Nên ta sợ đó là ông ta nói là khi bụng ta ra bụng mình đó, khi bụng ta ra bụng người mình nghe cái ý mình to là mình nói người ta vậy đó, ví dụ như mình ý mình xấu thì mình nghĩ quà thì xấu vậy. Rồi nhà gần đây không chị? Nhà ở trong nhà quê á, quê bên ruộng á là ở dưới Long Mỹ. Dạ. Định Hưng á. Dạ. Nhập về bên mà vô dạ. Bán bao nhiêu tờ giấy số? Nói chung ra là bán mấy trăm tờ đó. Dán chạy cũng được đúng 100 tờ. Tại vì nuôi tới 3 cháu ngoại, 3-4 đứa cháu ngoại đâu mà. Rồi lo nhà hết luôn. Bán ngay bán cũng được. Mà chạy rất ngay chạy cái chiều là chạy. Chạy là không bao giờ nghỉ. Nhưng mà quanh năm chút tháng cũng không nghỉ luôn. Không có nghỉ đánh tiền chỉ với giao tiền cho anh chạy. Anh chạy đi thôi chứ không có gì đâu. Còn bữa nay tại vì bệnh nè. Anh tê cái lưng nè. Tê sau lưng mà nó nóng. Nó tê rất là tê mà lâu rồi. Nên nhỏ em chồng nó nói ở bên đây nè, khỏi ở dưới chợ với bệnh viện trước dưới có ông thầy nè, chích tê rất là hay, ông bác sĩ á, nó chích nó tê cái tay mà nó chích là mấy tháng rồi là coi như là không có tê lại, nên em đi tìm ông đó nè, coi như là nó tê, mình sợ để lâu ngày nó bị nguy hiểm, nhưng mà anh bị tê nó lâu rồi, tê một lỗ gì nè, nhưng mà nó tê ra cái lưng cái đầu nó tự nhiên cái tay tê dưới cái giác chịu nó nóng lạnh như là muốn thẳng cái lưng vậy đó. Nên em đi đến đó mình chích cho tôi nó có. Bữa nay em biết số ít rồi cái đi chích hết mà đi về chạy. Bữa nay chị bán nhiều tờ? Bữa nay em biết có 100 ngày rồi đã đóng đi chích thuốc. Bán hết 100 ngày đừng chích thuốc mà bán 400-500 tờ luôn. Chích thuốc rồi mình đi về cũng như là vừa đi chích thuốc mà về thì mình kiếm được tiền luôn. Mà về mình chi xích cái gia đình á. Dạ. Rồi cho nên vừa đi chích thuốc nhưng mà cũng vừa đi chạy đi kiếm tiền luôn. Dạ. Dạ. Ở đây giới thiệu là cô bữa nay có cái việc
đi qua tỉnh đưa mấy cô học ngành y thì lại quán cà phê rồi uống cà phê gặp cô để biết cô giờ tại Vũng Tàu. Nhưng mà thay vì nghe lời cô tâm sự thì cô rất hiểu được cái vấn đề nhân quả, nghĩa là người chồng đi uống rượu gì nhiều khi hành hung đánh đập nhưng mà cổ không giận, không giận không hờn nhé. Rồi cổ đi bán giấy số bị người ta giật, nhưng mà cổ nói là đây là khi cổ mất số là cổ giải được cái việc của cô, thì cô cũng có cái hướng về vấn đề đó. Thôi vậy thì chúc cô mai mốt là sức khỏe ha. Dạ. Chúc anh cũng gặp nhiều may mắn ha. Rồi lần sau anh em mình cũng gặp được tâm sự tiếp. Tại vì biết sao không? Tại vì anh em mình cũng xa lạ đâu biết ai là ai, nhưng mà tại vì mua số tâm sự thôi, không biết là ai vậy ha. Khi nào anh em mình gặp nhau đi rồi nói chuyện nhiều hơn nha. Tại em cũng có thích những người đạo gì nói thật nha. Tại vì biết sao cái mình sao mới tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn chưa hết nghiệp đúng không? Nhưng mà con vợ nó cũng như cái gì nó dựa vào mẹ mẹ không? Hát cho con luôn. Không được thì tại bà lo cái nó nên nó làm như vậy mà. Kiếp trước em nói gì đó. Nhiều khi nó đòi em hoài cái đòi tiền như nọ hết cầm xe chỗ này cái cầm xe chỗ kia mà mình vẫn chắc cái em nói sao em nói nhiều khi em giận nói ê mẹ trả cho con cái đó gì đó mẹ trả con gì con hết nợ chứ mà sao con đòi nợ nhưng mà mình nghĩ chứ em không nhiều nói chung là không nghĩ gì nói thiệt là con em gì nha em bán nhà gì rồi nhà cửa mẹ ơi mẹ giờ con bị mà chắc không đủ tiền nó giả bộ gì bây giờ con đi không nổi thì buộc lòng á mình nghe con mình vậy mình gửi tiền chứ sao mà nó cầm điện thoại cái buộc lòng nó vừa trả mà vừa nhiều em nói anh nha nói thiệt với anh thương nha em phải em nói trong lòng em nói ra chứ không phải mẹ em đặt điện mấy là vừa em vừa đi bán số nè trong lòng nè em nói là đức mẹ qua cái anh bồ tát cho con vừa đi bấm số mà con vừa được chuyển tặng con hay được phật con được là tổ diệt thức căn con hiện tại con được tiêu trừ vị trí là con như là thì khi em nói em đã cho anh nói khi là em trả nợ xong cái niệm này xong đúng không con phải lo xong cháu phải biết chữ rồi anh chị bắt đầu lại nói ngay mà trước khi em cũng có cái nhãn số đó ra giờ đang cái tháng một này em thủ lên chuột lại mà em chuột rồi nhưng mà em cũng đang tìm hiểu để mà khi em phấn khởi trong lòng đó lâu lâu mới gặp tại vì biết sao nãy em bước vô là thấy anh mặc đồ tu thôi mà nha anh chứ mấy chị tám dạ dạ thầy mới có nha để khi nào anh em gặp nhau nghe anh rồi đi nha đi luôn nghe dạ dạ cảm ơn chị dạ 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 chị cũng chia sẻ vài lời đó bà con chị bán giấy số bà này bà nói bà bệnh gì mà cột sống bà nói bà bệnh cột sống
bá là cái gì chồng cái gì đó mà phải không? Nói là chồng đi nhậu gì đó là ừ, nhậu nửa đêm nửa hôm mà còn chồng nữa cái mưa ấy. Ừ. Rồi á rồi bà ra bà nắm bà kéo lên. Trời ơi. Nhưng kéo lên bà ổng nhào lên là ổng đánh. Trời đất ơi. Ổng đánh bả. Dạ. Thì tội nghiệp bởi vì ông chồng sao mà đánh bà anh chị trời. Đánh gì đó. Ừ. Mà đi gần tới là coi như là cái tiếng nói của ổng là bà biết rồi. Dạ. Biết rồi thì bà đi ra bà nói nếu không đoán là ổng về ổng cũng đánh luôn. Ồ, tội nghiệp bà hả? Ừ. Bữa nay ông nói là nhà bà gần gần đâu đây hả Tấm hả? Bà ở bên Long Mỹ. Long Mỹ, ờ bữa nay bà nói bà ở bên Long Mỹ. Bên Long Mỹ. Ờ thế tội nghiệp bà quá trời. Chồng uống rượu về mà trầm với mương rồi bà kéo lên mà chồng còn đánh bà nữa. Trời tội nghiệp. Giờ là đang bà đang bệnh cọc sống gì vậy?